Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại shop đồ cô do Khánh Quắm nhá. Chúc tất cả các bác một ngày mới thật vui vẻ. Thì hôm nay là ngày 6 tháng 5, hôm nay em lại tiếp tục lên bác nội phụ kiện đồ cá. Video tối hôm nay em giới thiệu nội phụ kiện gồm có bao cần, túi câu, thùng câu và hộp phụ kiện tập cấm. Thì trước khi giới thiệu chi tiết, em giới thiệu qua số tập cấm là 0878690999. Em đã ghim trên góc màn hình, bác nào mua hàng liên hệ trực tiếp cho em hoặc là inbox qua Zalo. Em báo giá trong video cho bùm bí ship, mỗi đơn hàng gửi đi sẽ cộng thêm 20.000 cho những hàng nhỏ này và 30.000 cho những hàng to. Và em sẽ ship code toàn quốc các bác kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán tiền giúp em. Và giờ em giới thiệu chi tiết từng sản phẩm. Tôi tiếp mã số 1 em giới thiệu 3 chiếc thùng câu. Một chiếc thùng câu đến từ hãng này qua, chính hãng nhé. Một chiếc thùng này sẽ màu vàng, một chiếc thùng này sẽ là bán cứng nhá, các bác không thể ngồi lên được. Cái thùng này các bác có thể đựng phụ kiện và đựng cá. Đây, một chiếc thùng kiểu dáng này. Cho các bác xem ngoại hình trước nhá. Đây phần trên nắp này. Nó in vân cực kỳ đẹp luôn, in vân cực kỳ đẹp nhá. Tiếp tục sang mặt sau này. Đây, cái thùng này đặc biệt này, các bác có thể tháo rời nắp ra được nhá. Đây nhá, đằng sau là nó có những cái thanh gá này, có những dây thắt này nhá. Đây các bác có thể tháo rời được. Đây, phần hông em có dây đeo nhá. Đấy. Rồi mặt trước nó dập logo này và dán sticker nhé. Rồi tiếp tục phần hông này, như vậy phần hông này nó sẽ có dây này và đến phần đáy. Đây các bác xem này, phần đáy cực kỳ dày dặn luôn, cực kỳ dày dặn nhé. Đây hộp kiểu dáng này. Rồi em sẽ mở nó bên trong. Đây bên trong thì em có một cái chốt chỗ này nhé. Chốt này sẽ có một cái chốt này. Thứ nhất cái chốt nhé, cái chốt này và chốt này dễ dán nhé. Bác muốn mở ra phải mở chốt này và bắt buộc phải bóc ra miếng dán chỗ này nhé. Đây nhé, miếng dán móc nhé. Đấy. Rồi tiếp tục qua bên trong này. Bên trong em có một cái nắp này nữa, một cái nắp này có một cái ngăn này, cái ngăn nhé. Cái ngăn sẽ có hai khóa, khóa thì sử dụng khóa IAK nhé. Đây, bác mở, đầu tiên mở này. Đây, cái chỗ này các bác có thể mở tiện nhỏ nhé. Đây nhé, lấy phụ kiện như này. Đấy, hoặc các bác có thể mở một cách nữa. Một cách nữa các bác có thể mở đây. Hai bên em sẽ có hai cái khóa như này. Hai khóa nhé, bác em mở tung này ra nhé. Đấy, thì bác lấy phụ kiện sẽ dễ hơn. Mà bác cho phụ kiện này cũng dễ hơn. Đấy nhé, thì chiếc thùng này sẽ sản xuất ở Taiwan nhé. Made in Đài Loan nhé. Đấy nhé, đấy. Rồi, đây cái nắp này các bác có thể tháo rời nhé. Cái nắp các bác có thể tháo rời nhé. Thứ nhất này, tôi tụi vào bên trong này. Đây bên trong này em có một chiếc thùng như này, bên trong nó có miếng giấy lót này. Đây nhá, thùng này các bác có thể đựng đá này, đựng phụ kiện này, đựng đồ câu đây thoải mái nhé, hoặc đựng cá đây thoải mái nhé. Đây nhá, thùng này cũng bán cứng ấy, nó cũng tương đối cũng mềm, nó không cứng hẳn. Đây nhá, cái này thì hỏi cũng đựng cá nóc thì tuyệt vời luôn. Đây các bác bỏ cái nắp này ra này, bác đựng cá nóc vào đây thì tuyệt vời nhá. Đây nhá, đây cực kỳ đẹp luôn. Thùng màu vàng. Đây, ngoại hình còn khá đẹp nhá. Thùng này đã qua sử dụng nhưng ngoại hình còn khá đẹp. Đấy. Thì chiếc thùng này mã số 1, chiếc thùng này có thông số là chiều ngang của nó này. Chiều ngang sẽ là 43 cm, chiều ngang 43 cm. Chiều dọc này nó sẽ là 29 cm và chiều cao của chiếc thùng này sẽ là 30 cm nhé, 30 cm nhất. Thì chiếc thùng này mã số 1, chiếc thùng này em sẽ để ra là 650.000. Mã số 1, 650.000 nhé. Tiếp tục mã số 2 bây giờ là chiếc hộp đựng phụ kiện đến từ hãng Meiho Ventures Made in Japan. Chiếc hộp này sử dụng nhựa ABS cao cấp nhá. Đây nhá, một chiếc hộp kiểu dáng này. Em cho bác xem luôn quanh này. Ngoại hình cực kỳ đẹp luôn. Mặt trên nhựa trắng kính nhá. Trắng kính các bác có thể nhìn xuyên bên trong này. Rồi tục mặt trước này, đây nhá. Đấy. Mặt hông này. Mặt sau này. Đây cực kỳ đẹp nhá. Cực kỳ đẹp nhá. Đây mặt hông tiếp này. Và mặt đế này. Mà để đẹp nhá. Thì chiếc hộp nó có duy nhất điểm xước nhá. Điểm xước chỗ này này, do vận chuyển nhá. Còn tất cả mọi thứ đều đẹp. Chiếc hộp này có tay xách này, tay xách cực kỳ nhẹ. Thì chiếc hộp nó có kích thước như sau. Chiều ngang của chiếc hộp này sẽ là 35 cm, chiều dọc sẽ là 22 cm và chiều cao là 22 cm. Thì chiếc hộp đang có hai ngăn, ngăn trên và ngăn dưới. Thì giờ em sẽ giới thiệu bác ngăn trên trước nhá. Đây, ngăn trên các bác mở này. Đấy. Thì ngăn trên này sẽ chia làm 3 ngăn nhỏ. Đây một ngăn này và đây một ngăn dài này và bên này có một ngăn nữa này. Đấy. Đây các bạn nhìn để đồ có hộp hợp lý không? Đấy nhá. Thì bên trong này em có đầu tiên có một chiếc hộp. Hộp này sẽ có chỉ kẹp này, mani số 8 này, chân phao nhé. Hộp tròn này nhé. Đấy. Rồi tiếp tục em có món thứ hai. Món này không nhầm để ghi tên này nhé. 200 yên này, đây nhá. Đấy. Rồi tiếp tục món thứ ba em có một cái lưỡi đến từ hãng Gihok nhé. Đấy, Made in Japan nhé. Lưỡi sẽ lưỡi size số 6 này, lưỡi size 6 lưỡi kiểu dáng này nhé. Rồi tiếp tục món thứ tư em có một chiếc hộp phụ kiện như thế này. Một chiếc hộp phụ kiện này nhé, sử dụng như ABS nhé, hộp khá là bé để cho nó vào tay cực kỳ gọn luôn. Rồi mình sẽ mở nó bên trong. Đây bên trong đây, bên trong em có chiếc hộp này gồm có 4 ngăn, 1, 2, 3, 4 ngăn này. Thì đầu tiên giới thiệu em có một cái gói này, gói khóa chấn nắp kèm man ý nhé, khóa chấn nắp kèm man ý này. Rồi tiếp tục em có chì này, chì đầu đạn nhé, chì xuyên tâm đầu đạn nhé, thích hợp cho câu nuôi, câu nục nhé. Rồi tiếp tục em có một gói này, gói chì kẹp này, sang bên này có chì kẹp tiếp này. Xuống lại có chì kẹp này và bên này em đang có 3 viên ngọc trai nhé, đây gọi là viên hạt chạy nhé. Đấy thì ngăn thứ nhất, ngăn trên này gồm có ít phụ kiện như này.
Tôi tiếp tục sẽ chuyển xuống ngăn dưới. Ngăn dưới là sẽ có chốt khóa này này đây nhá. Chốt bửa này nhá, bửa này. Đấy, bửa này nhá. Đấy. Đây, bên trong này. Thì chỗ hộp này đáng nhẽ là cái hộp này đáng nhẽ có tầng 1, tầng 1 đấy, nhưng mà cái hộp này em thấy người ta đã tháo hết tầng rồi, nó chỉ có một ngăn trống thôi. Cho bác đựng phụ kiện này, hoặc nào đi câu nục, đi câu đài mà nhiều phụ kiện bác nhét lên nó ghê nhá. Nhựa cực kỳ tốt luôn đấy nhá. Đấy. Bên trong còn ít cái chụp lưỡi này, có chụp lưỡi này và cái chân cắm phao nhá. Đây nhá, chân cắm phao nhá. Đây một chiếc hộp kiểu giá này. Đấy. Chiếc hộp này sẽ không còn tầng nữa mà nó chỉ có một tầng duy nhất thôi, cho bác đựng đồ thoải mái nhá. Đây. Khi bác nắp này, đây là các bác nắp này, bữa này phát là ok nhá. Thì chiếc hộp mã số 2, một chiếc hộp đựng phụ kiện mã số 2 em sẽ đẩy ra 400 ngàn. Mã số 2 400 ngàn, bán tất bác cả ruột cả vỏ 400 ngàn mã số 2. Mã số 3 với một chiếc hộp phụ kiện tiếp theo. Một chiếc hộp này có đồ bên trong khá là nặng nhá. Chiếc hộp này cũng đến từ hãng Meho Venset Made in Japan, sử dụng nhựa ABS cao cấp nhá. Chiếc hộp này đã qua sử dụng thành ra cũng có bị xước nhẹ này, xước nhẹ nhá. Đấy, mặt trên cũng là mặt trên trang kính này. Này, các bác xem mặt trên này, mặt trên hơi xước nhẹ nhá. Tôi tụt phần mặt trước này, mặt trước thì đẹp này, mặt trước đẹp nhá. Venset này, Venset nhá. Rồi mặt hông này, mặt hông cũng rất là đẹp luôn nhá. Đấy. Tôi tụt mặt đằng sau này. Đấy, mặt sau đẹp nhá. Rồi tiếp tục mặt hông này. Rồi tiếp tục cái đế nhá. Đây. Đế này Meho Made in Japan dập chữ nổi các bạn nhìn rõ đấy nhá. Đấy, đây. Hộp này bên trong có đồ khá là nặng nhá. Thì chiếc hộp này cũng giống như hộp kia thôi. Có kích thước là chiều ngang này sẽ là 35cm, chiều dọc là 22cm và chiều cao của chiếc hộp này chỉ có 19cm thôi. Đây. Thì chiếc hộp đang có hai ngăn, ngăn phụ trên này. Ngăn phụ trên này cũng chia làm 3 ngăn này nhưng mà ngăn phụ là không đồ, không đồ nhá. Rồi em sẽ đóng này. Tiếp tục đến ngăn dưới đây. Ngăn dưới cũng là chốt bửa đây nhá, chốt bửa đây nhá. Đấy. Và cái hộp này đặc biệt thì nó còn đầy đủ ấy luôn. Nó còn đầy đủ tầng nhá, đầy đủ tầng coi này. Đây, đầy đủ tầng đấy nhá, 3 tầng này. Cực kỳ nhiều đồ luôn nhá. Thì đầu tiên giới thiệu tầng trên cùng này. Trên cùng em có mấy con mồi fly này, mồi fly và bộ mồi cú rích này, mồi spin nhá. Đây trong hộp này nhá. Rồi tiếp theo em có một con cá sắt, một con cá sắt trọng lượng là 30g, một con cá sắt trọng lượng 30g nhá. Hàng Made in Japan nhá, cá sắt đây nhá. Đấy. Rồi tiếp tục em đang có một cái gói Smith này, gói này gói mắt cá nhá, gói mắt cá nhá. Đây này. Cái gói này mà các bác câu mà chẳng bị mất cái mắt ấy. Câu những con mồi mềm mất mắt ấy, các bác có thể cắm cái mắt này vào nhá. Đây nhá. Đây, đến hai Smith nhá. Rồi tiếp tục em có gói chì kẹp, một gói chì kẹp này. Gói chì kẹp này đến từ Mỹ luôn nhá. Đây nhá. Gói này sản xuất tại Mỹ nhá. America này, Made in America của Mỹ nhá. Rồi tiếp tục em có một gói chì xuyên tâm nhá, chì xịn luôn nhá. Chì này cũng đến từ Mỹ luôn nhá. Đây nhá. Chì đầu đạn xuyên tâm nhá. Rồi tiếp tục em có một gói chì neo này gói khá là nhiều này. Chì này đầu có mani xoáy nhá, mani xoáy thôi nhá. Đây nhá. Đấy, gói cực kỳ nhiều luôn, đủ các loại size. Rồi tiếp tục em có một cái lưỡi zig head có chùm nông nhá, một gói lưỡi zig head có chùm nông nhá. Đấy. Rồi tiếp tục một gói zig head này. Một cái lưỡi zig head đến từ hãng Gamakatsu này, có chùm nông và có chống vướng đầy đủ nhá. Đây nhá. Có chùm nông, chống vướng đầy đủ, hàng lưu mới nhá. Rồi tiếp tục em có một gói lưỡi di hốc đến hãng Decoy, lưỡi size số 4, size nhỏ nhá, 300 yên, 9 cái đầy đủ nhá. Rồi tiếp tục em một gói lưỡi móc mồi mềm đến hãng Fina Hốc này, đây nhá, lưỡi size số 1 gồm 6 chiếc đầy đủ nhá, hàng lưu mới nhá. Lưỡi móc mồi mềm ấy, lưỡi móc run ấy. Rồi tiếp tục em có một gói lưỡi mồi đây này, em sẽ móc một gói nhá, bóc em đây nhá. Dưới này có ít cái chụp lưỡi này và có thêm một cái lưỡi zig head nhé, để em sẽ đổ ở dưới này cho bác xem luôn. Đây, bóc hẳn ra cho bác xem rõ. Con này có một cái lưỡi cực kỳ hay luôn, đây này, em có một cái lưỡi zig head kiểu dáng này, đây này, cái chùm nông đây nhá, nó có nguyên chùm nông nhưng mà hiện tại nó bị bung đây nhá, vẫn còn cái dây nịt để buộc đây nhá, các bác vào mua về có thể buộc vào đây nhá, đây nhá. Em có một cái lưỡi zig head này đến hãng đẹp này, cái này cực kỳ hay, đây này có một cái thìa này này, các bác móc thêm mồi hoặc là các bác để nguyên chùm đông này bác kéo không ấy, cái thìa nó nắp này ra sườn cực kỳ đẹp luôn, giữ cái con mồi này nhá, đây đến hãng đẹp nhá, đây này, có nhìn rõ không, hãng đẹp nhá, đấy, và trong bộ đấy sẽ có một cái lưỡi zig head như này, một lưỡi zig head có chùm đông và chống vướng nó hàng nhá, đây trong túi này nhá, em sẽ bớt túi ra, rồi tiếp tục em có một gói lưỡi móc mồi mềm này, gói này sẽ móc mồi thật nhá, gói này thích hợp cho câu biển này móc mồi thật đấy nhá, đây lưỡi sẽ hơi quặp tí là móc mồi thật nhá, đây. Đến hãng Fina nhé, hàng lưu mới nguyên. Rồi tiếp tục em có một gói chì neo đến hãng Zappu nhé, đây đầu có mani xoáy đồng hành nhé, nặng 7g. Rồi tiếp tục em có một gói chì này, một gói chì neo đến hãng Beckenley nhé, đến từ Mỹ nhé, đây nhé, chì 18g, có 3 viên như này nhé. Rồi tiếp tục em có một gói chì này, không biết chì gì đây này, chì này chì đâm mùi mềm nhé, đây nhé, đấy, Necoric nhé, trọng lượng 1g trên một viên này nhé, đấy nhé, 450 trên gói này đấy. Rồi tiếp tục em có một gói mồi mềm này, đuôi xoắn này,
Rồi lại có lưỡi jig head này, jig head của hãng Decoy này, đây nhá. 5 chiếc sử dụng hết 1 còn 4 nhá. Đây nhá, 5 chiếc nhá. Lưỡi trên lưỡi size số 3, trọng lượng là 1,4 g trên một chiếc lưỡi này. Rồi tiếp tục. Tiếp tục em có một cái chỉ kẹp này, chỉ kẹp này. Rồi lưỡi Z-Hook này, lưỡi Z-Hook đến hãng Fina nhá. Đây nhá, lưỡi size 2/0, 8 chiếc đầy đủ nhá. 300 yên trên một gói này. Rồi tiếp tục một gói lưỡi móc mềm mềm đến hãng Fina này, đây nhá. Size 3/0, 4 chiếc đủ nhá. Rồi tiếp tục một gói lưỡi Decoy, một gói lưỡi Decoy size 2/0, lưỡi Z-Hook gồm 9 triệu 300 yên đầy đủ nhá. Và tiếp tục em có một gói này, gói bịt lưỡi này, gói bịt lưỡi nhá. Đấy, đến ngăn đầu tiên, khá là nhiều đồ nhá. Rồi tiếp tục đến ngăn thứ hai. Đây, ngăn thứ hai em nuôi xuống nhá. Ngăn này em vừa giới thiệu rồi. Tiếp tục ngăn thứ hai này, ngăn thứ hai em có một chiếc hộp này, hộp đựng phụ kiện nhá, hộp sử dụng như ABS nhá. Khá là nhỏ nhỏ này, đấy nhá. Trở về tí cho lòng tay nhá. Rồi sẽ mở bên trong. Bên trong em có ít lưỡi Z-Hook này, Z-Hook này, lưỡi Z-Head size nhỏ nhỏ này. Bên này có lưỡi Z-Head này, và có chì xuyên tâm này, lưỡi Z-Hook nhá, đây nhá. Hộp như này nhá. Đấy. Rồi tiếp tục. Sang bên này có một chiếc hộp nữa này, một chiếc hộp cũng mình sử dụng như ABS này, khá là nhỏ nhá. Thì đầu tiên có một gói khóa snap này, khóa snap đến từ hãng Van Hill này, Van Hill nhá, đây nhá. Đấy. Rồi tiếp tục trong này em có một đoạn dây dợ này, chỉ kẹp này, lưỡi Z-Hook này, mùi mềm nhá, đây nhá, chiếc hộp này nhá, đây nhá. Thập cẩm có lại luôn. Ai có cả thìa này, có cả một cái thìa nhỏ đây nhá. Rồi tiếp tục đến ngăn này thì cũng có mồi mềm đuôi xoắn này, mồi tôm này, đang có hai loại nhé, mồi mềm đuôi xoắn và mồi tôm đây nhé. Đấy. Rồi tiếp tục em có một gói chì xuyên tâm chì đầu đạn nhé, 1/8 OZ nhé. Rồi tiếp tục em có một gói mồi tôm này, một gói mồi tôm đuôi xoắn như này nhé. Đấy. Rồi tiếp tục xuống dưới này siêu nhiều luôn, em có một combo mồi mềm như này cực kỳ là nhiều nhé. Rồi đầu tiên có một gói mồi mềm thập cẩm này, có hình con cá, hình con tôm thập cẩm đây nhé. Đây trong gói này sẽ có lưỡi sẵn nhé, đây có lưỡi sẵn đây nhé. Đây. Mồi mềm hình cá này, những con mồi như này này, các bạn đánh skip cực kỳ hay luôn. Đây này, em có những con mồi đánh skip nhé, kể cả con mồi cá to này này, các bác có thể đánh skip được nhé. Đây nhé, đây nhé. Con mồi này gắn sẽ gắn lưỡi ba tiêu này, gắn lưỡi ba tiêu nhé. Đây giống chì cá thật thôi nhé. À, đây mồi đánh skip này, có lưỡi sẵn này nhé, có lưỡi sẵn này. Rồi tiếp tục đây này, tất cả mồi trong đây có mồi hình cá, con lưỡi này. Đó. Tiếp tục con tôm này, tôm lưỡi này. Con cá này thì chưa có lưỡi đâu, con cá này thì là có lưỡi nhé, có lưỡi ba tiêu nhé, con cá này sử dụng lưỡi ba tiêu nhé. Đấy, đầy đủ các loại luôn. Trong này này, coi nhìn này, cực kỳ là nhiều nhé, có cả nhái này. Đây mồi mềm đầy đủ nhé. Đây gói này khá là nhiều nhé. Rồi tiếp tục em có một gói nữa này, một gói mồi mềm, một con gói mồi mềm đến từ Mỹ nhé, đây nhé. Một gói mồi mềm đến từ Mỹ nhé. Made in USA này, Hoa Kỳ này, đây nhé. Mồi cho mồi kiểu dạng mồi tôm này nhé. Đây cao su được tẩm hương liệu hết nhé. Đấy, đây mồi tôm kiểu dạng này. Đây, sản xuất tại Hoa Kỳ đúng nhé. Tiếp tục em có một gói mồi, con này mồi mồi cá nhé. Mồi cá giống con mồi con nòng lọc ấy. Này giống nòng lọc đấy nhá. Đây gói này còn 3 chiếc thôi, gói này còn 3 chiếc thôi nhé. Đây nhá. Đấy. Đây đến từ hãng Jackson này, Jackson Mỹ luôn nhá. Rồi tiếp tục em có một gói mồi đuôi xoắn, một gói mồi đuôi xoắn đến từ hãng gì đây này, để hãng này cũng không biết nữa. Đây nhá, mồi đuôi xoắn kiểu dáng này, đây nhá. Này gói này còn 1 2 3 4 5 6 con nhé, còn 6 con nhé, 7 con nhé, còn 7 con gói này nhá. Đấy, khá là nhiều. Rồi tiếp tục em có đến một gói curry, một gói mồi curry đến thị trường Hoa Kỳ Mỹ. Gói này sẽ có gói hình con giun nhé, hình giun đây nhé, đây nhé các bạn nhìn rõ, hình con giun nhé, Made in USA Hoa Kỳ đây nhé. Đấy, curry Yamamoto. Tiếp tục em có một gói jacko, một gói mồi giun jacko nhé, đều là tẩm hương liệu nhé, đây nhé. Đấy, hương liệu Made in Japan này, đây nhé, jacko nhé, gói này còn 4 con nhé, mồi giun. Tiếp tục một gói jacko tiếp theo, gói này còn 2 con này. Rồi tiếp tục đến một gói curry này, một gói giun curry, gói này còn một duy nhất một con curry Hoa Kỳ Mỹ nhé, thị trường Hoa Kỳ Mỹ nhé, đây này, Mỹ đi đu đây nhé. Đấy. Rồi tiếp tục em một gói đép, đến một gói mồi mềm đép nhé, đây nhé, mồi cực kỳ là mềm luôn đây này. Đấy. Mồi kiểu dáng hình con cá nhé, kiểu dáng hình cá nhé, con đép nhé. Gói này là còn nguyên này, gói này còn nguyên này. Rồi tiếp tục đến một gói mồi giun, đến một gói mồi giun đến từ hãng curry Yamamoto, đến thị trường Hoa Kỳ Mỹ, Made in USA này, đây nhá. Gói này còn đầy đủ nguyên nhá, cực kỳ nhiều nhá. Gói này gồm có 10 con nhá, đây nhá. 10 con đầy đủ nhá. Đây mồi giun này. Rồi tiếp tục em có gói mồi đuôi xoắn, một gói mồi đuôi xoắn, gói này cực kỳ là nhiều luôn. 1 2 3 4 5 6 này. 7 8 con nhá. Gói này gồm 8 con nhá. Đây, mồi không phải mồi đuôi xoắn mà mồi đuôi thẳng, mồi đuôi cá như này nhá, đây nhá. Gói này nguyên bản là 10 con, người ta sử dụng mất 2 con rồi, thì là còn 8 nhá, đây nhá. Mồi cực kỳ đẹp nhá. Rồi tiếp tục em có một gói mồi đến hãng OFP này, OFP nhé, Made in Japan nhé. Đây gửi hình con cá kiểu dáng này, hình cá kiểu dáng này nhé, đây cực kỳ mềm nhé, đều tổng nguyên liệu nhé. Gói này sẽ là hàng lưu mới nguyên 100% này, lưu mới nguyên này, Made in Japan đấy nhé. Đó, đây nhé. Rồi tiếp tục em có một gói mồi mềm đến hãng đép này, mồi mềm hãng đép này, gói này còn hàng lưu mới nguyên nhé, gửi hình cá này nhé, đều tổng nguyên liệu nhé, đây nhé, hàng lưu mới nguyên. Đấy.
Rồi tiếp tục em có một cái mùi con trạch, mùi trạch nhé. Thì hỏi cô ca nhồng này đấy nhá, mùi mềm trạch như này nhé, anh nhìn rõ không? Đấy nhá, đúng kiểu hình con trạch thôi. Thì hỏi cô ca nhồng này. Rồi tiếp tục em có một cái mùi mềm megabass này. Cái này thì là không biết, đây gói này nguyên bản nó sẽ như này, hiện tại nó đứt đuôi rồi nhưng mà người ta đã cho thêm một con mùi run đây nhá. Đấy. Rồi tiếp tục em có một gói mùi jackal, một gói mùi jackal. Cái này hiện tại đang còn hai con nhé. Mùi sẽ kiểu dáng đây là có hình dáng mô phỏng không nhỉ? Cái này không hình kiểu dáng mô phỏng ạ. Đây này, nó có hình đây nhá, hình kiểu dáng hình con tôm đây nhá, hình tôm nhá. Gói này còn hai con này. Rồi tiếp tục em có một gói này đến hãng Kasumi nhé. Đấy, có hình mùi tôm này nhé. Đây này. Hình giống con tôm đấy nhé. Đấy, Kasumi nhé. Đây, có được còn hai con này. Rồi tiếp tục cái gói này. Gói này là gói đến hãng gì đây? Gói này thập cẩm, gói này bên trong có cả lưỡi này, người ta nhét cả lưỡi trong đấy nhé. Rồi tiếp tục này. Tiếp tục em có một gói mùi hình tôm. Đây, hình con tôm như này nhé. Hình tôm như này này. Đây này. Hình càng tôm chứ không phải con tôm ạ. Hình càng tôm đây này. Đây gói đang có ba con như này nhá. Gói này nguyên bản là 4 con, người ta dụng hết 1 con còn 3 nhá. Rồi tiếp tục em có gói này, gói đến từ hãng Vecrat nhá. Gói này gồm có 1 2 3 4 5 6 7 8 con. 8 con người ta dụng hết 6 cho còn 2 nhá. 8. Người ta sử dụng hết 6 còn 2 nhá. Rồi tiếp tục em có gói này không biết hãng này. Gói này sẽ dạng hình con cá đuôi xoắn nhá. Rồi tiếp tục đến một gói này, gói đến hãng gì đây? Hãng Phoenix Mỹ luôn nhá. Gói này có hình con kiểu dạng con thằn lằn ấy, đây nhá. Hình kiểu dạng thằn lằn đấy các nhá. Đấy. Gói này đang còn 1 2 3 4 con này, 4 con nhá. Rồi tiếp tục em có một con mồi kiểu dạng mồi con trùng như này nhá. Mồi kiểu mồi cá đuôi cá này nhá. Gói này còn 1 2 3 4 5 6 con này, 6 con này. Nhiều quá. Rồi tiếp tục em có gói mồi đến hãng Phoenix nhá. Phoenix Mỹ nhá, đây nhá. Phoenix Mỹ nhá. Sản xuất tại California này, sản xuất Mỹ nhé, Midian đuôi đây các nhé. Đây, mồi kiểu dạng hình đuôi con tôm nhé, đuôi con tôm này. Đấy nhé, đây kiểu dáng này, cực kỳ mềm nhé, đều tẩm nguyên liệu nhé. Rồi tiếp tục em có một gói mồi run đến hãng OFP này, gói này gồm có hai con, hai màu khác nhau nhé. Rồi tiếp tục em đến một gói mồi đến từ hãng Phoenix này, sản xuất tại California này, Hoa Kỳ nhé, đấy nhé. Con này kiểu dạng con run nhé, con run đuôi dẹt này, run đuôi dẹt nhé, cực kỳ là mềm nhé, đều tẩm nguyên liệu nhé. Rồi tiếp tục em đếm con mồi đến hãng Rai này, con du đến hãng Rai này. Vừa có một gói mồi tôm này đến từ hãng Kasumi Made in Japan nhé. Có hình kiểu hình đuôi tôm này nhé, hình càng tôm này nhé, đấy nhé. Đấy. Gói này còn đầy nguyên nhé. Đấy nhé, đều tổng liệu nhé. Con này có cả sẵn một cái lưỡi này, có cả sẵn một cái lưỡi dốc trong đây nhé. Đấy. Rồi tiếp tục em một gói mồi run này đến hãng Pau nhé. Này, đến từ hãng Marukyu nhé, đây Marukyu này. Đây. Quái này còn 1, 2, 3, 4, 5, 6 con nhé, 6 con này, 7 con, trên này con nữa là 7 nhé, quái này còn 7 con nhé, đấy. Đấy nhá, nguyên bản là 10 chiếc, người ta chủ hết 3, còn 7 nhé. Rồi tiếp tục em có một gói mồi mềm này, một gói mồi mềm đến hãng Daiso này, mồi mềm UN nhé, quái này còn 5 con này. Quái này tổng của nó sẽ là 8 con, người ta chủ hết 3, còn 5 nhé, đấy nhá, Daiso nhé. Rồi tiếp tục em có gói mồi mềm đuôi sắn đến từ hãng Kri Yamamoto, đến thị trường Hoa Kỳ, Mỹ nhé, đây, cá đuôi sắn như này nhé, đấy nhá, có 2 màu nhé. Rồi tiếp tục em có một cái mồi mềm như này, mồi mềm đuôi kiểu đuôi thì con trùng như này nhé, đuôi hình trùng nhá. Gói này hàng lưu mới nguyên nhé, đây nhá, đấy, sản xuất tại Hoa Kỳ, Mỹ nhá. Và dưới này em có ít cái vách này nhá, cái vách này các bác có thể gài đấy nhá. Đây này có những cái chân chỗ gài vách nhá, bác gài đấy nhá, đây này gài đây này, đây gài đây nhá, đấy có đầy vách nhá, đấy cực kỳ là nhiều mồi luôn. Này thì combo em sẽ không đếm nữa tại vì nó quá nhiều rồi, một mình cái hộp này em quay cho bác tầm hết hơn 10 phút rồi. Đây thì em sẽ không đếm nữa. Đấy, chỉ biết combo này cực kỳ là nhiều, em sẽ để cho bác cả combo luôn, cả hộp nhá. Thì combo hộp mã số 3. Combo hộp phụ kiện mồi lưỡi câu này. Thì combo mã số 3 này em sẽ để giá là 1.400.000 nhé. Bán cho bác cả hộp cả ruột 1.400.000 mã số 3 nhé. Tiếp tục đến mã số 4. Tiếp tục đến mã số 5 luôn nhé. Trước đây em đánh nhắc chỉ có 12 mã nhưng đánh thành 13 mã rồi, không hộp mã số 4 nhá. Thì em sẽ chuyển sang mã số 5 luôn. Mã số 5 em giới thiệu một combo lưỡi câu ba tiêu size 3/0, thích hợp các câu cá biển, câu cá lớn nhá. Lưỡi đều lưỡi BKK nhá, cực kỳ là dày dặn luôn, coi nhìn này. Đấy nhá. Cực kỳ dày dặn nhá. Cực kỳ là sắc luôn, đấy nhá. Lưỡi đều lưỡi mới nhá, đều lưỡi mới nhá, đều trong quà này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Thì combo mã số 5 này gồm 100 chiếc lưỡi này. 100 chiếc lưỡi 3/0,
300 nhé, size lớn nhé, tích hợp với câu cá biển nhé, câu cá lớn nhé. Thì combo mã số 5 em sẽ để ra là 300.000, 100 chiếc lưỡi nhé. 300.000, 100 chiếc lưỡi 3/0 nhé. Đều là hàng new mới nguyên nhé, cực kỳ là sáng, cực kỳ là sắc nhé. Mã số 5 300.000. Tiếp tục mã số 6. Mã số 6 giới thiệu combo lưỡi câu ba tiêu tiếp theo, một combo lưỡi câu ba tiêu, lưỡi sẽ lưỡi đến từ hãng Cutiva nhé, đầy đủ các loại size. Thì đầu tiên có một hộp với size số 3 này. Hộp này gồm 7 chiếc này, hàng new mới nguyên này, 600 yên trên một hộp này nhé. Đấy, Cutiva Stinger nhé. Đây. Size số 3 này. Rồi tiếp tục hộp Cutiva tiếp theo, Stinger size số 1 nhé. Hộp này gồm có 6 chiếc 600 yên này, hàng new mới nguyên nhé. Chưa bóc tem. Rồi tiếp tục một hộp Cutiva Stinger size số 3 gồm 7 chiếc này, lưỡi đỏ, hàng new mới nguyên 600 yên này. Rồi tiếp tục một hộp tiếp theo, Cutiva này, lưỡi hai tiêu, size số 2, 6 chiếc đầy đủ 300 yên. Rồi tiếp tục hộp Cutiva tiếp theo, size số 6 gồm 7 chiếc, hàng new mới nguyên 600 yên. Tiếp tục hộp Cutiva Stinger size số 2 này, 7 chiếc new đủ này. Tiếp tục hộp size số 3 này, 7 chiếc đủ này, 600 yên này. Tiếp tục hộp tiếp theo, hộp này size số 1, 6 chiếc 600 yên. Tiếp tục hộp này size số 2, 7 chiếc đầy đủ 600 yên. Tiếp tục hộp này sẽ là size số 10. Size số 10 hộp này gồm 8 chiếc cũng đầy đủ nữa nhé. Đầy đủ nhé. Đấy nhá. 8 chiếc 600 yên này. Rồi tiếp tục hộp này hộp lưỡi 2 tiêu size số 1, 5 chiếc đầy đủ 300 yên này. Đấy, đều là hàng new mới nhá. Rồi tiếp tục hộp này sẽ là hộp 1/0. Hộp này 1/0 này gồm 6 chiếc 600 yên này, cũng là hàng new mới nguyên nhá. Đấy nhá. Đấy, lưỡi cực kỳ là sắc, new mới nguyên. Rồi tiếp tục hộp này hộp size số 1. Một hộp lưỡi 3 tiêu Cutiva size số 1 gồm 6 chiếc 600 yên đầy đủ nhá. Rồi hộp cuối cùng hộp này cũng là Cutiva này, Stinger size số 2 cùng 7 chiếc 600 yên nhé. Đấy, tương đương hộp này nó dừng khoảng tầm 100.000 trên hộp này. Giá mới quy đổi ra thị trường giờ dừng tầm 100.000 trên hộp này nhé. Thì combo mã số 6 hôm có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 hộp. Combo là gồm 14 hộp lưỡi, em sẽ để giá là 750.000. Mã số 6 750.000 gồm 14 hộp lưỡi, đều hàng new mới nguyên nhé. Tiếp tục mã số 7. Mã số 7 em giới thiệu combo, một combo phụ kiện lưỡi câu JHS, rồi là phụ kiện thập cẩm dành bắt là câu UN nhé. Đấy, thì bên trong này cực kỳ là nhiều đô luôn. Thì combo này sẽ là 600.000. 600.000 bên trong có những gì em sẽ giới thiệu luôn bên trong các nhé. Đây, đầu tiên giới thiệu một gói JHS này, đến từ hãng Macbeth nhé, size 1.3g này. Gói này nguyên bản là 5 chiếc, người ta sử dụng hết 1 thì còn 4 nhé. Đấy, lưỡi cực kỳ đẹp luôn. Rồi tiếp tục gói Macbeth tiếp theo này. Gói này thì là size 0.6g này. Gói này 5 chiếc, người ta sử dụng hết 2 còn 3 nhé. Rồi tiếp tục một gói Daiwa. Một gói này đến từ hãng Daiwa Gigabagin. Đấy nhá, size 1.5g, lưỡi size số 10. Gói này gồm 4 chiếc new mới nguyên nhé. Một gói này không nhầm ở bên Nhật nó bán rồi khoảng tầm 6-700 yên nhé, tương đương khoảng tầm hơn 100.000 trên một gói này, đấy nhá. Rồi tiếp tục em một gói đến gói lưỡi đùa này, một gói lưỡi đùa này size S 0.3g, gói này nguyên bản 5 chiếc, người ta sử dụng hết 1 còn 4 nhá. Rồi tiếp tục một gói này, gói đến từ hãng tích nhá, size 2.5g này, gói này gồm 5 chiếc, người ta sử dụng mất 3 còn 2 này. Tiếp tục một gói lưỡi bồi. Một gói lưỡi bồi đến hãng Gama Ca Trự này. Đấy nhá, gói lưỡi bồi nhá, câu lưỡi chữ hết này. Các bác mà không an toàn có thể móc thêm một cái lưỡi bồi trên này nhá. Đấy nhá. Đấy, size S này. Gói này gồm 5 chiếc đầy đủ này, 350 yên trên gói nhá. Khá là mặn đấy. Rồi tiếp tục em một gói que phát sáng nhá. Một gói que phát sáng này. Đấy, que phát sáng này nhá. Đấy nhá. Rồi tiếp tục em một gói này, một gói hạt chặn nhá. Hạt chặn nhá. Đấy nhá, đến từ hãng Sasami nhá. Đấy nhá. Đấy nhá, đấy. Rồi tiếp tục em một gói lưỡi giốc, một gói lưỡi giốc size số 2 đến hãng Decoy này. Gói này gồm size số 9, gồm 9 chiếc đầy đủ nhá. Tích hợp các câu UN, CN nhá. Rồi tiếp tục em một gói hạt chạy này. Đây, hạt chạy chặn tiếp này. Rồi tiếp tục một gói lưỡi hãng tích này, một gói lưỡi JHS size 1g. Gói này 5 chiếc, người ta dụ hết 2 còn 3 nhá. Rồi tiếp tục đến một gói lưỡi JHS tiếp theo. Gói này size 1g này, cũng đến hãng tích nhá. Gói này nguyên bản 5 chiếc, người ta dụ hết 1 còn 4 nhá. Rồi tiếp tục một gói Macbeth. Một gói nữa JHS Macbeth size 0.4, gói này 5 chiếc, người ta dụ hết 1 còn 4 nhá. Rồi tiếp tục đến một gói nữa. Một gói nữa này đến hãng gì đây? Gói này hãng khá là lạ này. Gói này đến hãng Owner nhá. Một gói nữa Z-Hawk đến hãng Owner. Size sẽ là size 1/0, size 1/0, gói này gồm 7 chiếc này, còn đầy đủ nhá. Lưỡi sẽ lưỡi dụng thép carbon nhá. Đấy nhá, đầy đủ nhá. Rồi tiếp tục em một gói nữa, gói nữa câu dịch. Một gói nữa có nguyên chùm đông nhé, đến hãng Gama Ca Trự này. Đấy, gói này có 6
Ủa cái này thì là lưỡi size số 6, gồm 4 chiếc 350 yên, còn đầy đủ mới nguyên nhá. 350 yên tương đương khoảng tầm 50 ngàn cho hộp này. Gói này, tôi tiếp tục em có một gói này, cái gói này chả biết là gói gì nhá. Đến từ hãng Arukazik nhá, Arukazik Made in Japan nhá. Đây, phụ kiện thì chả biết nhá, 698 yên này. Đấy, khá là khác nhá. Tôi tiếp tục em có gói là gói chỉ xuyên tâm, chỉ đồ đạn nhá. Đấy, tôi tiếp tục cái sáng này. Ủa, tiếp theo. Tiếp theo em có mớ lưỡi này. Đầu tiên một gói lưỡi Macbeat này. Gói này sẽ size 1.3 gam. Gói này 5 chiếc sử dụng 2 còn 3 này. Rồi tiếp tục gói Macbeat này, size 0.8 này, 5 chiếc sử dụng 3 còn 2 này. Rồi tiếp tục một gói đùa size 0.3 gam. Gói này nguyên bản 4 à, gói này nguyên bản 5 chiếc người ta sử dụng hết 1 còn 4 nhá. Rồi tiếp tục gói Beckley, gói này lưỡi chiếc hết này. Gói này người ta nguyên bản của nó sẽ 5 chiếc người ta sử dụng hết 4 này còn 1 này. Đấy. Rồi tiếp tục gói Macbeat size 0.8 còn 2 chiếc. Rồi tiếp tục gói Gaga, một gói Daiwa Gaga Begin size 1 gam, size 1 gam này, gồm 4 chiếc đầy đủ nhá. Gói này nguyên bản nó dư tầm hơn 100 trên gói này. Đấy. Tôi tiếp tục em gói nữa Gamma Kachu, một gói lưỡi Kojic. Gói này size số 6 gồm 4 chiếc 350 yên này, đấy nhá. Có chùm lông đầy đủ nhá, hàng lưu mới nguyên nhá. Tôi tiếp tục đem gói hãng Tích này, hãng Tích này. Gói này thì là size 1.3 gam. Gói này nguyên bản là 4 chiếc, người ta dụng hết 1 còn 4 nhá. Tôi tiếp tục đem gói Macbeat, Macbeat size 1 gam. Gói này nguyên bản 5, sử dụng hết 3 còn 2 này. Tôi tiếp tục gói Macbeat tiếp theo. Gói này là size 0.6, sử dụng 2 còn 3 nhá, còn 3 nhá. Tôi tiếp tục gói Tích, gói Tích size 1 gam. Gói này nguyên bản 4 chiếc, người ta sử dụng hết 1 còn 4 nhá. Tiếp tục vẫn còn. Bên này em sẽ có một ít hạt chạy này, hạt chạy có cả khóa chăn áp nhá, hạt chạy khóa chăn áp nhá. Đến từ hãng Senko này. Rồi tiếp tục đến gói lưỡi Macbeat này, gói lưỡi Jighead này. Gói này size 1 gam. 5 sử dụng 2 còn 3 nhá. Rồi tiếp tục em đang có hai lưỡi, hai gói Kubita lưỡi Jighead nhá. Gói này là size 0.18 này. Gói này nguyên bản 5 chiếc này, người ta sử dụng hết 4 còn 1. Gói này cũng là lưỡi Kubita nhá, gói size 0.4 gam này. 5 chiếc người ta sử dụng hết 1 còn 4 nhá. Đấy. Thì combo này khá là nhiều nhá. Giờ em sẽ đếm gói các nhá, sẽ đếm gói này, đếm tổng nhá. 1 này. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 gói sản phẩm. Cả lưỡi cả phụ kiện là gồm 34 gói thì combo mã số 7 này em sẽ để giá là 600 ngàn, mã số 7 600 ngàn nhá. Tiếp tục chuyển sang mã số 8. Mã số 8 em giới thiệu cho bác một combo phụ kiện, một combo thẻo nhá, một combo thẻo dây cước to đùng luôn đây nhá. Đấy, đầu tiên của hãng Yamashita này. Size 3.5 mini nhá, 3.5 mini này. Và dây này sẽ dây dài 1 mét, dài 1 mét nhá. Đấy nhá, Made in Japan nhá. Đấy. Món thứ nhất. Tiếp tục món thứ hai này, món này sẽ là size 2.5 này, 2.5 này 1 mét này nhá. Đấy. Tiếp tục gói này sẽ là size 3 chấm này, size 3 chấm mini nhá, 3 chấm mini nhá, 1.5 mét nhá. Tiếp tục gói Yamaha tiếp theo này, gói này dây sẽ dây màu đỏ trong nhá. Size 2 mini này, dài 1 mét này. Đấy. Tiếp tục gói này cũng là 2 mini 1 mét này. Tiếp tục gói này đến hãng Jojuri nhá. Size 2.5 mini này, dài 1 mét rưỡi, dài 1 mét rưỡi nhá. Đây, dây trắng trong nhá. Tiếp tục gói cuối cùng này, gói này chả biết của hãng gì cả, chả biết hãng gì cả nhưng nó ghi tiếng Nhật này em không dịch được nhá. Đây. Gói này thì nó ghi size sẽ là size từ 2 đến 3, dài 1 mét nhá. Đấy. Thì combo là gồm có 1 2 3 4 5 6 7 gói này. 7 gói này mã số 8 em sẽ để giá là 150 ngàn, mã số 8 150 ngàn nhá. Tiếp tục mã số 9. Mã số 9 em giới thiệu một chiếc túi đi câu nua đến từ hãng Dress, ngoại hình cực kỳ đẹp, còn gần như new mới nhá. Vải sẽ là vải chống nước nhá các bác nhá. Đây, một chiếc túi kiểu dáng này. Đây, cho bác xem xung quanh nhá. Đây, xem viền trước nhá. Cho bác xem viền trước này. Đây. Đấy. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi, phần mặt đây nhá. Cái phần mặt này này, nó ghi logo Dress này và trên này em có một miếng dán nhá. Bác có thể dán tất cả khu vực này, dán ở dưới này được nhá. Dán góc này được nhá. Đấy, hoặc dán ở giữa đấy được nhá. Đấy, cực kỳ hay luôn. Đây. Một chiếc túi kiểu dáng này, Dress này, cực kỳ là nhiều ngăn nhá. Chiếc túi này đặc biệt hơn ấy, em có một chiếc túi phụ đây nữa nhá, một chiếc túi phụ nhá. Cái túi này các bác có thể tháo rời cho được. Đây này, nó có móc khóa đây nhá. Đó, có thể tháo rời nhá. Chiếc túi này nó duy nhất cho bác chỉ có đeo lên trên vai thôi. Chiếc túi này sẽ không đeo hông mà chỉ đeo vai nhá. Trên này có một tấm nót này, cực kỳ êm luôn. Đấy, các bác có thể treo cả phụ kiện đây nhá. Đây, tiếp tục phần lưng này, nó sẽ là một tấm mút xốp nhá, cực kỳ êm luôn. Các bác đeo lên người để chống mỏi mệt nhá, cực kỳ tốt nhá. Và trên này có một phần tay sách nhá. Đấy. Và riêng phần dây này này, nó có cực kỳ là nhiều đồ luôn. Đây này, có chỗ cho bác buộc phụ kiện nhá. Đây, buộc phụ kiện đây nhá. Đây nhá. Đấy. Cực kỳ là nhiều đồ luôn. Đây. Cực kỳ nhiều móc cho bác
sắt phụ kiện các kiểu nhá. Đây phần dưới này như vậy này, cái này vậy nhé, lại cực kỳ nhiều móc. Thủ tục sắp hôm bên này, hôm bên này cũng tương tự như vậy nhé, hôm này tương tự vậy nhé. Thì em có một chiếc túi phụ này, túi phụ bên trong này cũng có hydrat đấy nhé, đấy cực kỳ hay nhé, túi còn gần như mới luôn. Đây về mặt trước này, mặt trước này, mặt trước hiện tại em đang có 1, 2, 3, 4, 5 này, hiện tại đang có 6 ngăn nhé, em đang nhìn 6 ngăn nhé, chưa mở bên trong nhưng hiện tại bên ngoài đang có 6 ngăn. Thì em giới thiệu các ngăn đầu tiên này, ngăn ngoài cùng này, ngăn nhỏ ngoài nhé, bắt đựng phụ kiện này thoải mái nhé. Tất cả phần vải nó là vải chống nước nhé, vải chống nước nhé. Đây, đây các bạn nhé, cũng khá là rộng rãi, đựng phụ kiện thoải mái nhé. Khóa thì sử dụng khóa IOK, kéo cực kỳ là nhẹ này. Rồi tiếp tục đến ngăn phụ to này, ngăn phụ to nhé, đây các bạn nhìn này, bên trong khá là rộng nhé, khá là rộng nhé. Bên trong em sẽ chia ngăn tiếp này, cái ngăn phụ này chia làm tổng cộng đang có 4 ngăn. Một ngăn chính này, ngăn chính này, một ngăn phụ to này, ngăn phụ to nhé, ngăn bằng vách lưới đây nhé. Tiếp tục sang bên này em có hai chia này, hai ngăn nhỏ này, hai ngăn nhỏ đây nhé, đây hai ngăn nhỏ nhé, đó, nhé cực kỳ nhiều ngăn nhé, khóa kéo bao nhẹ thôi, các bạn nhìn khóa kéo này, cực kỳ nhẹ nhé, khóa kéo cực nhẹ nhé, đấy. Tiếp tục đến ngăn phụ nhỏ này, ngăn phụ nhỏ đây nhé, đây ngăn phụ ngoài nhé, đây các bạn nhìn này, đây, ngăn phụ nhỏ này cũng chia làm hai ngăn nhé, một ngăn chính to và một ngăn phụ nhỏ đây nhé, đây cũng chia nhé, chia vách lưới ra ngoài nhé, khóa kéo bao nhẹ thôi. Hoặc kéo bao nhẹ nhé. Tiếp tục đến ngăn ngăn phụ trong này, ngăn phụ trong này, ngăn phụ trong thì có duy nhất một ngăn thôi, sẽ không chia vách nhé, không chia vách nhé, duy nhất một ngăn nhé. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển vào bên trong. Đây, nha bên trong này, à, bên trong này, bên trong này em có hai ngăn, làm hai ngăn nhé, một ngăn chính và một ngăn phụ sẽ ngăn lưới nhé, và ngăn chính đây. Ngăn này các bác có thể đựng được 3 hộp mồi nua vào đây thoải mái, 3 hộp mồi nua đây thoải mái nhé. Đấy, và chiếc túi này hay cực luôn. Đầu tiên là bên ngoài sẽ có một cái răng đấy nhé. Cái này sẽ là cái răng này để chống hỏng khóa, rách khóa nhé. Bên trong này cũng một lớp răng nữa này, bên ngoài sẽ một lớp răng này nhé, lớp răng chốt này, bên trong cũng một lớp răng vải nhé, cực kỳ hay đây các nhé, bên trong này cực kỳ đẹp nhé, còn khá là mới nhé. Đấy, khóa kéo bao nhẹ luôn, khóa kéo bao nhẹ nhé, khóa kéo bao nhẹ nhé. Rồi tiếp tục em sẽ giới thiệu cái ngăn phụ này, cái túi phụ này, đây cái túi phụ này, tất cả phần rong này đều là rong chống nước nhé, đây nhé. Riêng có dần rong chống nước này thì nó kéo khóa nó sẽ chặt hơn khóa bình thường nhé. Đây bên trong này, trong cái ngăn phụ này thì bên trong lại có gồm hai ngăn, một ngăn chính này và một ngăn phụ này, ngăn lưới này nhé. Đây khá này nhé, túi sẽ túi chống nước 100% luôn đấy nhé. Đấy, thì đây chiếc túi kiểu dáng này, kiểu dáng này, một chiếc túi đồ red. Thì chiếc túi này em sẽ đo kích thước cho nhé, sẽ đo ra kích thước. Đây chiều ngang của cái túi này nó rơi vào 32 cm, chiều ngang là 32 cm nhé. Đây chiều ngang 32 cm này, chiều dọc này, chiều dọc là chiều dày nhé, độ dày của chiếc túi này nó tương đương 14 cm, và chiều cao của chiếc túi này tương đương của tầm 18 cm nhé. Thì chiếc túi mã số 9, một chiếc túi dress này, chiếc túi này em sẽ để giá là 700.000, ngoại hình cực đẹp nhé, mã số 9 700.000 chiếc túi này nhé. Tiếp tục chuyển sang mã số 10, hôm nay em sẽ xả cho bác 4 cái bao này, giá cực kỳ là mềm nhé. Hôm nay em sẽ xả bác 4 cái bao này, giá cực kỳ mềm. Đầu tiên giới thiệu một chiếc bao đai hoa nhé, một chiếc bao là bao bán mềm nhé. Bác có thể là dựng thẳng này được và bác có thể gập gọn như này được nhé. Đấy nhé, bao là cũng có thể gập gọn này nhé, đấy, cực kỳ hay luôn. Chiếc bao chính hãng đai hoa, bao kiểu là dạng bao bụng nhé. Tất cả phần vải nó là vải chống nước nhé, vải chống nước cực kỳ đẹp luôn. Đây đế nhựa dập logo đai hoa, đấy đây nhé, đây kiểu dáng này cực kỳ đẹp nhé, đấy kiểu dáng nhé, bao bụng đây. Phần này nó sẽ là phần ốp da nhé, cái phần trang trí này là ốp da này, đấy cực kỳ đẹp nhé, logo đai hoa đầy đủ nhé. Đây là mặt trước này. Đẹp. Cái bao này ngoại hình còn gần như là new mới nhá, cực kỳ đẹp nhá, gần như new mới luôn. Tiếp tục phần trên lưng này, em có tay sách này, dây khoác này, dây khoác đầy đủ nhá. Thì chiếc bao này có chiều dài là dài 1m28 này, dài 1m28 đây nhá. Đấy. Tiếp tục phần lưng đằng sau này, nó cũng là vải phải chống nước nhá, phải chống nước nhá. Mặt lưng đằng sau này có một cái lỗ này, cái lỗ này không nhiều, các bác có thể này gắn một cần câu này, hoặc các bác có thể cho một cái ô ở đây, sau bác rút cái ô này, khóa cái ô trên này nhé. Đây nhá, trên này có một cái dây rút nhé, và dưới này có một cái lỗ này cho bác để phụ kiện đấy nhá, phụ kiện dài tí. Tiếp tục phần bụng này, phần bụng phình đấy nhá, đấy đều là vải chống nước nhá, và đây trên này nó có họa tiết logo đai hoa này, cực kỳ đẹp luôn. Tay sách đầy đủ nhá. Thì chiếc túi này thì hiện tại đang có phát hiện ra đang có hai ngăn, một ngăn phụ và một ngăn chính. Thì em giới thiệu với ngăn phụ trước nhá, rồi khóa coi như này, kéo này cực kỳ là nhẹ luôn đấy. Thì ngăn phụ này đều nó xốp nhé, bên trong đều nó xốp nhé, đây nhé, khá là êm nhé. Cái ngăn này các bác thể đựng được 2-3 hộp phao đây, hộp phao hộp kéo đây thoải mái nhé, các bác đựng cả phụ kiện đấy được, cực kỳ rộng rãi nhé. Đấy, đến ngăn phụ. Rồi tiếp tục đến ngăn chính khóa này vẫn là sử dụng khóa IOK đấy nhé, khóa IOK đấy, kéo cực kỳ là nhẹ luôn. Đây ngăn chính bên trong đều nó xốp nhé, bên trong cái lớp vải này nó sẽ một lớp xốp mỏng để
chống sốc cần câu nhé, chống va đập nhé. Đây bên trong này, đây như này, cực kỳ rộng rãi nhé. Riêng bao đai khoa thường thường nó sản xuất tại Taiwan nhé, Made in Đài Loan đấy. Đây bên trong có nhìn này, cực kỳ là mới nhé, cực kỳ đẹp nhé. Bên trong này em có một cái ngăn phụ này, một ngăn phụ cho bác giấu chữ đen này, giấu tiền đây này. Thì các cô vợ, các bà chị không nhận biết trong đây nhé, đấy nhé, đấy, cực kỳ là mới luôn. Đây bên trong có nhìn này, cực kỳ đẹp nhé. Chiếc bao này còn cả như new mới luôn. Thì chiếc bao này bao cần mã số 10, mã số 10 chiếc bao cần là có thông số là tổng chiều dài dài 1m28, tổng chiều dài dài 1m28 nhé. Đây dài 1m28 này, và phần đế của nó sẽ là 10,5cm x 10,5cm, và phần bụng rộng nhất của nó sẽ là 24cm. Thì chiếc bao cần này mã số 10 em sẽ để giá 1 triệu đồng nhé. Hôm nay sell cho bác cái bao này cực kỳ rẻ này, mã số 1, à đâu, mã số 10 1 triệu đồng, mã số 1 1 triệu đồng nhé. Tôi tiếp tục đến mã số 11. Mã số 11 em giới thiệu một chiếc bao cần đến hãng Shimano, Shimano Nixert đấy nhá. Phối giữa màu đỏ và màu đen, cực kỳ đẹp luôn. Thì chiếc bao cần này có tên là Hyper Fishing Gear Nixert Shimano nhé. Đấy, riêng phần đỏ này nó là vải giả carbon màu đỏ nhé, cực kỳ đẹp luôn. Phối giữa màu đỏ và màu đen. Đây, chiếc bao cần hôm nay em sell cho bác này, giá cực kỳ là mềm. Chiếc bao này hôm nay chỉ có 1,4 triệu thôi. Bác nào nhanh tay nhé, lại cho bác xem này. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Rồi cho bác xem mặt trước đi. Đây, phần đế đây, đế nhựa nhé, có dập logo Shimano này. Đây cho xem mặt trước đây nhé, mặt trước đây. Đây vải carbon cực kỳ đẹp nhé. Hyper Fishing Gear Nixert Shimano nhé. Đây, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, cực kỳ đẹp nhé. Đấy, phối trên này này. Rồi tục đến phần lưng sách này, em có tay sách nhé. Tay sách này nó sẽ ốp báng nhựa, báng tròn này nhé. Cầm cực kỳ êm tay luôn, cực kỳ êm tay nhé. Rồi riêng phần tay khoác này, phần dây khoác này, dây khoác nó xốp cực kỳ dày luôn, đeo không bị sờ mỏi người nhé, mỏi lưng nhé. Và trên này có dập logo Shimano này. Đấy, đây. Có bụng này. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nhé. Lên trên này là phần ốp da này, trên này sẽ phần ốp da nhé. Ốp da chống bẩn nhé, và có ghi logo này, Nixert Shimano nhé. Tay sách nóc này, đầy đủ nhé. Tiếp tục đến phần lưng sau này, phần lưng sau nó sẽ trang trí dưới này sẽ là nhựa nhé. Đây nhựa mềm nhé, kiểu dạng vải nhựa mềm ấy. Đây là có chấm bi này, khá đẹp nhé. Còn đây trên này sẽ phối màu đỏ vải vân carbon nhé. Lên trên này sẽ ốp da này, ốp ga này, ghi Shimano này. Trên này là vải carbon này, cực kỳ đẹp nhé. Tiếp tục phần bụng, phần bụng trên này sẽ là ốp kiểu dạng này ốp ốp nhựa chống bẩn nhá, chống bã bụi bẩn ấy, cực kỳ đẹp luôn. Và dưới này vẫn là vải giả carbon này. Và dưới này duy nhất em báo luôn các bác này, phần dưới này nó hơi bị sầy một chút nhé, do vận chuyển nhá, nó hơi bị sầy một chút đấy nhá. Nói chung không ảnh hưởng gì đâu, nó là phần nhựa ấy, nó chỉ bị chầy bên ngoài thôi, bên trong sẽ là vải, bên ngoài là nhựa nhá, đấy nhá, lại bị chầy nhẹ một chút này. Đấy, báo luôn các bác nhá. Đấy, còn đâu tất cả mọi thứ đều ok, cực kỳ đẹp nhá. Thì chiếc bao cần là mã số 11 chiếc bao cần này có thông số như sau. Thông số chiếc bao cần này tổng chiều dài là dài 1m33. Tổng chiều dài dài 1m33 và đường kính gốc của nó sẽ là 13 cm. Đây đường kính gốc này, đường kính gốc chiều ngang là 13 cm, chiều dọc của nó là 9,5 cm, và phần bụng rộng nhất của nó sẽ là 25 cm. Thì chiếc bao cần này mã số 11 chiếc bao cần hôm nay em sẽ để ra chỉ có 1,4 triệu thôi, 1,4 triệu nhé. Hôm nay sell kịch khung cho bác nhé, mã số 11 1,4 triệu nhé. Bác lòng nhanh tay nhé. Tiếp tục đến mã số 12 chính là một chiếc bao cần Daiwa, một chiếc bao cần bụng nhé, một chiếc bao cần đựng cần máy. Đấy, khá là to nhé. Đây phối giữa màu xanh và màu đen và phần da nhé, đấy nhé. Đấy, cực kỳ đẹp nhé. Đấy, cho bác xem một vòng nhé, đấy nhé, xoay chiều dọc có thể xem một vòng này. Đấy, đấy, cực kỳ đẹp nhé. Đây rồi cho bác xem mặt trước này. Đây mặt trước em có dập logo này, logo Daiwa này, Daiwa nhé. Con này bao cần sẽ dài 1m28 này, RVK nhé, dài 1m28 nhé. Đây mặt trước đây. Đấy, phối giữa màu xanh và màu đen này. Phần gốc này, phần gốc đế nhựa nhé, có dập logo Daiwa, nhé. Anh có nhìn rõ không? Logo Daiwa này. Đấy, phần này nó sẽ phối giữa vải và phần trắng nhựa nhé, trắng nhựa cực đẹp luôn. Đây phần vải logo Daiwa này. Phần trắng nhựa nhé. Dài 1m28 này. Và đây dưới này sẽ là phần vải này, vải xanh nhé. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Cho xem này. Đấy, ngoại khá là mới nhé. Chiếc bao cần này các bác đựng cần máy thoải mái luôn, cực kỳ rộng rãi. Tôi tụ phần lưng này, phần lưng sẽ là phần lưng ốp da nhé, da chống bẩn nhé. Da chống bẩn như này nhé. Đấy, sờ cực kỳ là sướng luôn. Em có tay sách bọc da này, dây khoác nhé. Khá là êm nhé, nó xốp khá là êm nhé. Đây dây khoác nhé. Và lên trên này có dập logo Daiwa này, và trên này sẽ là phần vải nhé. Đấy, tay sách nóc này, đầy đủ nhé. Tôi tục đến mặt đằng sau này, mặt đằng sau em có vải xanh này nhé, và cũng ốp một tấm nhựa đấy nhé, tấm nhựa bóng này nhé. Đây cực kỳ đẹp luôn. Đấy, đây con này báo luôn các bác, nó hơi bị sần chút đấy nhé. Đây nhé, do cái này do để ẩm ấy, thành ra là cái vải với cái tấm nhựa nó tách ra ấy, thì nó hơi bị sần đấy nhé, nó không khỏi nhớ nhé.
vải chả rách nữa đâu. Đây, tiếp tục phần bụng đây, phần bụng nhé. Phần bụng trên phần này sẽ là phần vải, phần nhựa này cực kỳ đẹp luôn. Gọi là nhựa trắng vải nhé, vải trắng nhựa nhé. Đây nhé, sần sần này cực kỳ đẹp này. Tiếp tục phần dưới này cũng vậy này, đây cực kỳ đẹp nhé. Này, thì chiếc bao cần này mã số 12. Thì bao cần mã số 12 nhé, thì có hai ngăn nhé. Em giới thiệu ngăn trong trước đi, ngăn phụ trước đi. Đây, ngăn phụ đây. Đây cái khóa tới đây hết này. Ngăn phụ bên trong cũng nó xốp khá là dày nhé, nó xốp khá là dày nhé. Made in Korea này. Con này sản xuất ở China nhé, con này sẽ sản xuất ở China xuất Nhật nhé. Đây nhé. Đấy. Đây, bên trong mặt trước này nó lốp xốp khá là dày nhé, chống xốp cực kỳ tốt. Trong cái ngăn phụ này các bác có thể để được hai món, các bác để được một hộp phao và hộp thẻo đây thoải mái. Một hộp phao, một hộp thẻo đây thoải mái nhé. Đấy nhé. Khóa thì khóa Igaka, kéo khá là nhẹ nhé. Đấy. Tiếp tục đến ngăn chính. Em sẽ giới thiệu ngăn chính bên trong này. Đây, ngăn chính bên trong này các bác nhìn này. Cực kỳ rộng rãi luôn, bên trong siêu rộng rãi luôn. Đây, các bác nhìn này, bên trong cực kỳ rộng nhá. Cái bao cần các bác được 5-6 bộ cần máy ở đây thoải mái. 5-6 bộ cần máy ở đây thoải mái nhá, cực kỳ rộng rãi nhá. Bên trong này đều được nót nỉ nhá, nót lớp xốp nhẹ và nót nỉ nhá. Đấy nhá, đây. Đấy. Cực kỳ êm luôn, cực kỳ êm nhá. Đấy. Bên trong em có ấy này, bên trong có dây buộc này và có thêm một cái túi ngăn phụ nhá, ngăn nhỏ nhỏ này các bác giấu cái đèn đây được nhá. Đấy nhá. Bên trong này các bác nhìn này. Đấy, cực kỳ rộng rãi luôn, cực kỳ sạch sẽ nhá. Đấy. Ngoại hình cực kỳ đẹp. Chiếc bao cần mã số 12. Mã số 12 chiếc bao cần có thông số như sau. Chiếc thông số chiếc bao cần này tổng chiều dài là dài 1m28, dài 1m28 và đường kính gốc của nó sẽ là 16cm nhân 12cm và phần bụng rộng nhất của nó sẽ là 23cm nhé. Thì chiếc bao cần này mã số 12 em sẽ để giá là 1.200.000. Sale hôm nay chỉ còn 1.200.000 chiếc bao cần này nhé. Cực kỳ rẻ rồi. Rồi tiếp tục mã số 13, mã cuối cùng em giới thiệu một chiếc bao cần bụng tiếp theo. Một chiếc bao cần cụ bụng cũng khá là cao cấp đến từ hãng XL nhé. Đến hãng XL nhé đây. Một chiếc bao cần bụng kiểu dáng này. Để cho bác xem vòng quanh nhé. Đây là mặt chính này. Đây mặt lưng này, mặt lưng tay sách dây khoác này. Đấy. Có nồi cuối xe đầy đủ nhá. Đối tượng mặt sau lưng này phối màu cực kỳ đẹp luôn đấy nhá. Đấy, giữa màu xanh này, màu đen này và màu đen bóng này. Và tiếp tục phần bụng sẽ là ốp nhựa nhá, vải ốp nhựa nhá, sờ cực kỳ êm luôn. Đấy, đây nhá, đế sẽ đế nhựa này, đế nhựa cao cấp luôn nhá. Rồi giờ em sẽ giới thiệu mặt trước đây. Mặt trước hiện tại nó có 1, 2, 3 ngăn nhá. Đây mặt trước này, mặt trước có một ngăn phụ nhỏ nhá, ngăn cho bác để phụ kiện nhỏ đây này. Đấy, nó xốp cực kỳ là dày luôn, cực kỳ dày nhá. Trên này có logo nhá. Đấy. Và có cái viền này, viền trang trí đỏ này. Đấy. Cái viền này em thấy nó, cái viền này hơi bất cập một chút này, nó hay bị xước như này, có hơi bị xước nhọ này nhá. Đấy, em báo cho các bác nhá. Đây, mặt trước này. Đây, phối màu đỏ này, có phần nhựa đen này, vải xanh này, vải chống nước nhá. Tiếp tục lại ốp da này, lên trên này sẽ là ốp vải nhá. Đấy, đều là vải chống nước nhá. Đây. Mặt trước này. Đây. Trên này có dập logo nhá, XL đấy nhá. Đấy, XL nhá. Tay sách nóc đầy đủ nhá. Tôi đi tục phần hông tay sách nhá. Em đang có tay sách này, phần bo sẽ bo báng tròn nhá, cầm cực kỳ đẹp nhá. Có dập logo XL này, logo XL nhá. Ở dưới phần này sẽ là bọc da chống bụi bẩn, sờ cực kỳ là sướng luôn. Rồi dây khoác này nót xốp không được dày lắm nhưng đeo cũng khá là êm nhá. Tôi tục đến phần đằng sau sẽ phối giữa này vải chống nước nhá. Đấy. Da này, rồi dưới này là tráng nhựa nhá, vải bóng nhá. Đấy. Và cũng có chỉ đỏ này, khá đẹp nhá. Con này hơi bị sần sầm chút chỗ này, đây nhá. Phần sầm chút này nhá. Đấy, có hình đẹp. Tôi phần bụng sẽ là phần vải trắng nhựa này, chỗ này này. Chống bám bụi bẩn cực kỳ tốt nhá, sờ cực kỳ sướng nhá. Mà con này này, cái bao này có một điểm cộng là cái vải này, thứ nhất vải chống nước này, chống bám bụi bẩn cực kỳ là tốt. Chống bám bụi bẩn cực kỳ tốt nhá, qua xem này, soi kỹ này, đấy cực đẹp nhá. Và trên này cũng là phần ốp nhựa nhá, đây nhá, đấy, sờ cực kỳ sướng luôn, chống bẩn cực kỳ tốt nhá. Thì chiếc bao cần này hiện tại đã có 3 ngăn. Một ngăn phụ nhỏ, một ngăn phụ nhựa và một ngăn chính to đấy nhá. Thì em giới thiệu ngăn phụ nhỏ trước đi. Ngăn phụ nhỏ đây này, bên trong này nó xốp cực kỳ là dày dặn nhá. Bác nhét được 1-2 cuộn dây cước đây hoặc nhét một ít bộ trục đây nhá, bộ trục cục đài vào đây được nhá. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Khóa này, khóa dập logo XL này. Đấy, khóa cực kỳ là nhẹ luôn. Tiếp tục đến ngăn phụ to ạ. Đây ngăn phụ to đây. Ngăn phụ to là các bác có thể đựng được 1-2 hộp phao nhá. Có đựng một hộp phao và hộp thẻo đây thoải mái. Họ đựng phụ kiện đây nhá. Đấy nhá. Khá là rộng nhá. Vải đều vải chống nước nhá. Cũng nó xốp khá là êm nhá. Đấy, đây. Khóa kéo này, khóa dập logo nhá. Đây, kéo cực kỳ nhẹ luôn. Tiếp tục đến ngăn chính. Ngăn chính có hai khóa nhá. Đây nhá, một khóa trên, một khóa dưới nhá. Đây em sẽ mở bác khóa dưới này. Khóa kéo này.
cực kỳ là êm luôn, cực kỳ là nhẹ luôn. Đấy, bên trong này, bên trong khá là rộng nhá, bên trong khá rộng nhá. Cái bao này các bác đựng khoảng tầm 4 đến 5 bộ quần máy, cả cần cả máy nhá, khoảng tầm 4 5 bộ đây nhá. Đấy. Thì bao cần bên trong nó hơi bị bẩn một chút, hơi bị bụi một chút nhá. Đây, cái này thì em lấy về em báo cho các bác. Ngoại hình thì đẹp đấy nhưng mà bên trong nó hơi bẩn chút này. Cái này bác vào về còn cầm cái chổi bác vệ sinh qua giúp em thì là sạch sẽ ngay nhá. Tại vì em có là bán thế, em cũng chả vệ sinh, chả sửa chữa gì đâu. Có là bán thế báo cho các bác nhá. Đây nhá, bên trong này. Cực kỳ rộng luôn. Đấy, bên trong cực rộng nhá. Đều nó xốp nhá, nó xốp nhá. trong lớp vải nót này này thì nó sẽ có lớp xốp, sau lớp xốp đấy sẽ có lớp nhựa nhá. Lớp nhựa thứ nhất là để định hình cái bao này, thứ hai là chống sốc cho cái cần câu bên trong nhá, cực kỳ là hay nhá. Đấy, bên trong có dây buộc này, dây buộc nhá, dây buộc cố định này đấy nhá, đế sẽ đế nhựa này, đế nhựa nhá. Đấy, bên trong hơi bẩn một chút, bác nào lấy về vệ sinh giúp em một chút nhá. Thì chiếc bao cần là mã số 13, chiếc bao cần này có thông số như sau. Tổng chiều dài của chiếc bao cần này dài 1m36, phần đế của nó này sẽ là 13 cm x 10 cm và phần bụng rộng nhất sẽ là 23 cm. Thì chiếc bao cần này mã số 13, bao cần mã cuối cùng sẽ để giá là 900.000, mã số 13 900.000 nhá. Thì cần clip hôm nay lên cho bác tổng cộng là 12 mã thôi, nhưng mà em ghi nố mất một mã thì là tổng cộng là 13 mã. Thì bác ưng mã nào, thích mã nào liên hệ trực tiếp qua số thoại 0878690999 để chốt hàng trực tiếp. Còn bây giờ phải dừng video, hẹn các bác video tiếp theo. Bye bye.